Tiết luyện từ và câu hôm nay chúng ta cùng ôn tập tiết 2, tiết 4, tiết 6 của tuần 28. Tiết học của chúng ta bắt đầu. Bài tập 2 trang 96. Đặt một vài câu để. Câu A. Kể về một hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. Với yêu cầu này thì các bạn viết một đoạn văn có câu theo mẫu ai làm gì. Câu B, tả các bạn trong lớp em tính tình, dáng vẻ. Với yêu cầu này thì các bạn viết câu theo mẫu ai thế nào. Câu C, giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội. Thì với yêu cầu này các bạn sẽ viết theo mẫu câu ai là gì. Với một số gợi ý trên thì các bạn viết vào vở và các bạn tham khảo đáp án của cô sau nhé. Với đáp án C, cái phần này chúng ta đã học ở những bài trước. Cô ví dụ như đây là bạn Hà, bạn ấy là học sinh giỏi. Thì các bạn có thể viết tiếp là đây là bạn Hoa, chấm bạn ấy là người rất tốt bụng. Đây là bạn Lan, chấm rồi bạn ấy là lớp trưởng của lớp em, vân vân ha. Cái phần này nó giống cái nội dung ở trước, các bạn viết tiếp. Chúng ta qua bài 1 trang 97 của tiết 4. Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết mở rộng vốn từ theo chủ điểm. Người ta là hoa đất, vẻ đẹp muôn màu, những người quả cảm. Các bạn viết những cái từ theo cái chủ điểm đó ha. Với cái bài tập này các bạn kẻ vào vở giống như mẫu của cô. Rồi các bạn viết một số từ nào mình nhớ ha. Sau khi các bạn viết xong, các bạn xem gấp của cô nhé. Các bạn viết trên 5 từ là các bạn đã nhớ tốt lắm rồi ha. Chúng ta viết trên 5 từ là đủ rồi. Bài tập 2 trang 97 của tiết 4. Ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên. Thì với bài tập này các bạn cũng kẻ cho cô một cái khung như vậy và các bạn ghi một số từ như vậy, một số thành ngữ tục ngữ luôn. Đây là một số gợi ý của cô nhé. Chúng ta qua bài tập 3 trang 97. Chọn từ thích hợp trong hoặc đơn điền vào chỗ trống. Với bài tập này, các bạn mở sách giáo khoa ra trang 97 và các bạn điền thẳng những cái từ này vào sách giáo khoa luôn. Sau khi các bạn điền rồi các bạn sẽ xem đáp án của cô nhé. Câu A, một người tài đức vẹn toàn, nét chạm trổ tài hoa. Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ. Câu B, ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt. Một ngày đẹp trời, những kỷ niệm đẹp đẽ. Câu C, một dũng sĩ diệt xe tăng, có dũng khí đấu tranh, dũng cảm nhận khuyết điểm. Rồi chúng ta bài tập 1 trang 98 của tiết 6 nha. Phân biệt 3 kiểu câu kể bằng cách định nghĩa và ví dụ từng kiểu câu. Với cái định nghĩa này thì các bạn mở các bài học trước ra, các bạn sẽ tìm được định nghĩa của 3 mẫu câu này nha. Các bạn cũng kẻ khung vào vở. Các bạn sau khi viết xong rồi các bạn sẽ xem gợi ý của cô nha.
Rồi, các bạn xem đáp án của cô nhé. Cái phần định nghĩa này nó nằm trong sách giáo khoa và những bài học trước chúng ta đã học đó. Chúng ta qua bài tập 2 trang 98. Tìm 3 kiểu câu kể nói trên trong đoạn văn sau. Nói rõ tác dụng của từng kiểu câu kể. Thì với cái bài này các bạn có thể mình đọc, mình trả lời miệng. Ở trong cái đoạn văn này chỉ có 3 câu, các bạn đánh số 1, 2, 3 vào và chúng ta coi thử câu 1 theo kiểu câu nào, câu 2 theo kiểu câu nào và câu 3 theo kiểu câu nào nha. Sau khi các bạn đọc, các bạn tìm hiểu rồi các bạn sẽ xem qua đáp án. Câu số 1 đó là kiểu câu ai là gì? Vậy có tác dụng là dùng để giới thiệu nhân vật tôi. Câu số 2 thuộc kiểu câu ai làm gì? Dùng để có tác dụng là để kể các hoạt động của nhân vật tôi. Câu số 3 theo kiểu câu ai thế nào? Tác dụng của nó là kể về đặc điểm trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông. Bài tập 3, trang 98, tiết 6. Hãy viết một đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện Khuất phục tên cướp biển đã học. Trong đoạn văn có sử dụng 3 kiểu câu kể nói trên. Chúng ta có 3 kiểu câu ai là gì, ai làm gì và ai thế nào. Với kiểu câu ai là gì thì các bạn giới thiệu và nhận định về bác sĩ Ly. Với mẫu câu ai làm gì thì các bạn kể về hành động của bác sĩ. Và với mẫu câu ai thế nào thì các bạn nói về đặc điểm tính cách của bác sĩ Ly. Với bài tập 3 trang 98 này, các bạn viết đoạn văn này vào vở. Sau khi viết, các bạn đọc qua một số gợi ý của cô nhé. Cô có 2 bài văn. Bạn nào viết văn chưa hay, các bạn viết 3 câu ha. Câu thứ nhất giới thiệu về bác sĩ Ly là: bác sĩ Ly là một người đức độ, hiền lành và nghiêm nghị. Câu số 2 đó theo mẫu câu ai làm gì là: ông đã đấu tranh với tên cướp biển hung hãn để bảo vệ lẽ phải. Câu thứ 3 theo mẫu câu ai thế nào: em rất khâm phục vị bác sĩ dũng cảm ấy. Chúng ta viết 3 câu ngắn gọn như vậy thôi. Còn bạn nào viết văn hay, chúng ta tham khảo tiếp bài 2 của cô. Các bạn sẽ viết cái lời văn bóng bẩy dài mực mà hơn. Tiết luyện từ của cô đến đây là kết thúc. Cô chúc các bạn luôn chăm ngoan học tốt nhé.